Em kính chào tất cả các anh chị em. Hôm nay em sẽ hướng dẫn trên cái đàn S910. Anh chị em nào mà đang dùng S910 á, mà mình muốn hát ca mà đôi khi mixer của mình nó không hay, ví dụ như cái mixer của mình ở trên cái bàn mixer thế này mà cái echo reverb nó không hay á, thì mình sẽ mượn cái echo reverb của con này để mình hát luôn ha. Đó là bước thứ nhất. Và em chỉ luôn là khi mình hát echo reverb bằng cái trên cái bộ máy trong cái đàn này, thì cái đàn 910 này với các dòng cao hơn nó có, hoặc là cái dòng thấp hơn dòng này là dòng S900 nó cũng tương tự ha. Anh chị em nào xem mình làm tương tự ha. Thì cái con này á, mình có thể vừa dùng hát và mình sẽ thu âm vào trong cái đàn này được. Đó, mình thu âm tức là mình sẽ nghe lại chất âm nó hay ở đây, không dám nói là nó hay giống như là phòng thu, nhưng mà nó đạt đến một cái ngưỡng mà chúng ta phải nói là dùng cái từ là chấp nhận được nha. Đó, chấp nhận được tức là nó hay mình lắm ha. Nếu mà mình thu vào trong cái đàn này thì mình phải có những cái thiết bị USB ha. Rồi một lát em sẽ quay lần cho coi. Đó, thì anh em nào đang sở hữu cái này, những anh em mà nhạc công á, những anh em giỏi rồi thì có thể là không cần thiết bỏ qua. Ở đây em hướng dẫn là chủ yếu là cho các anh chị cô chú lớn tuổi ha, mà mình chơi gia đình ở nhà đó, mà mình đôi khi em nói ví dụ như một cái bàn mixer rẻ tiền thì echo reverb chưa chắc gì hay, nói thật luôn. Nhưng mà echo reverb con này thì chấp nhận được ạ. À, echo reverb từ dòng 910 á, từ dòng 910 cho đến á là echo reverb của nó là khá ổn ha. Mình có thể hát chơi thu âm livestream ở nhà, thu âm gì đó tùy ha. À, mình livestream cũng được, nhưng mà với điều kiện mình phải có thiết bị giống như cái Vitamex á, cái hộp bóp này mình chuyển tín hiệu từ đây qua hộp bóp Vitamex thì mình mới livestream được, còn không thì mình thu trực tiếp vào trong này mình nghe lại rất là hay ha. Rồi bây giờ em sẽ quay gần để cho anh chị em mình biết nha. Ở đây em không dùng cái mic thu hộp ha, ví dụ như những cái micro hộp dài dài như thế này nè. Đó, nếu mà hộp micro dài dài như thế này dàn máy á, thì anh chị sẽ có sợi dây ha, sợi dây rắc 6 ly á, thì mình chuyển cái dây 6 ly dài đó khoảng 2-3 mét gì đó thì mình mới ghim vào cái lỗ bên cái đàn ha, cắm lỗ mic vào đàn. Ở đây em không dùng cái đó thì em dùng bằng cái mic trời ha. Đó, cái mic trời mắc băng 2 ha. Đó, cái này là đầu thu của nó. Thì trước tiên anh chị em mình phải cần có những gì ha, bộ mic ha, bộ micro nè. Đó, trước tiên là bộ micro. Cái thứ hai là mình phải có một cái USB ha. Đó, thì anh em chơi đàn thì biết rồi, phải có cái USB nhỏ 8 GB, 16 GB, 32 GB hay là 64 GB gì đó tùy ý ha, nhưng sao cũng được. Rồi ở đây cái đàn này là do cái chủ trước á, một lát em bật điện lên thì có thể là nó hơi mờ mờ, do cái chủ trước họ để lâu quá, cái đàn này để đến 9-10 năm rồi ha, thì nó hơi bị bụi á, nó còn zin á, còn đẹp nhưng mà con cái nó bụi, thành ra là khi bật đàn lên thì nó hơi mờ. Cái đàn này đúng ra là phải qua đi vệ sinh lại, hay đưa cho kỹ thuật để người ta mở ra, ta vệ sinh lau chùi này nọ lại hết thì nó sẽ bóng loáng lên, nhưng mà ở đây nó còn mờ mờ nè, do bụi á, bụi trên màn hình. Rồi em bật đàn lên nè. Đó, bật đèn lên đó thì nó sẽ khởi động ha. Màn hình còn sáng rõ đó, có mấy mấy cái hạt bụi, mấy hạt bụi dơ trong màn hình nó có hai lớp, lớp này lớp kiến, lớp trên là lớp kiến, còn lớp ở dưới là cái màn hình thật đó, thì nó anh chị em đôi khi thấy nó sẽ hơi mờ mờ. Rồi bây giờ em quay về đằng trước cái đàn để cho biết có những gì ha. Đây là mặt trên ha, còn cái gì mặt 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 này là mặt 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 trước đó, cái này gọi là mặt trước của cái đàn này. Rồi thì trong cái mặt trước của cái đàn thì nó sẽ có những gì, đây em quay cận cảnh đi anh chị em mình biết nha. Rồi ở đây á, ở đây là nút nguồn ha, anh chị mình biết là nút nguồn. Còn ở đây hai cổng này là hai cổng gọi là output, tức là anh em đi nhạc công đi đánh đàn á, thì sẽ xuất hai cái cổng này nè, xuất tín hiệu ra cái dàn âm thanh lớn đó, dàn âm thanh lớn như thế này khi mà trên mixer đó để đi đàn. Rồi cổng này cổng aux, aux in, cổng này cổng aux in tức là đường tín hiệu ở ngoài đưa vào, thì cái này không nói. Bây giờ mình sẽ nói đến cái cổng này nè, nó cổng mic nè. Rồi thì cổng mic này thì mình phải làm sao đó, sợi dây nãy em nói đó, sợi dây mà dùng mic kia đó, anh chị em mà không không có mic giống em thì dùng sợi dây đó 6 ly thì mình sẽ ghim vô cổng này. Rồi thì ở đây em dùng cái cục thu này đó, cái cục thu sóng này, cục thu sóng của cái mic này mình bật lên nè, mình bật cho nó sáng đèn lên ha. Đó, mình bật cho nó sáng đèn lên rồi mình sẽ ghim vô đây. Rồi thì khi mình ghim vô đây á thì để em bỏ rời nó ra cái này để dễ chỉ trước rồi. Đây, anh chị em mình nhìn cái chỗ này nè, cái nút volume này nè, anh chị em mình luôn luôn nhớ giùm cho em cái nút volume input này nè. Thì khi mình sử dụng micro mình hát trên cái đàn 910 hay 900 hay những cái đàn khác vậy, đừng bao giờ mình vặn lớn lên nha, mình không vặn lớn lên, mình vặn lớn lên là nó sẽ hú rít trên micro dữ lắm ha. Mình chỉ vặn đến 12 giờ thôi ha, mình vặn đến khoảng 12 giờ thôi đó, hoặc là dưới 12 giờ một chút cũng được.
Rồi khi nào mình chỉnh xong ở trên cái màn hình rồi thì lúc đó mình lớn nhỏ mình mới cân ở đây ha. Đó, khoảng nói chung 12 giờ đổ loại ha. Là cái mức này. Rồi. Rồi thì kế bên cái này nó có cái gì? Kế bên cái này nó có nè. Đó, cái chữ một chữ like và chữ mic. Thì nó có cái nút gạt qua gạt lại nè. Thì nếu mà mình cắm micro á thì mình gạt qua bên mic ha, mình gạt qua đây, em đây gạt sẵn rồi. Còn nếu anh chị em nào mà chơi đàn á, chơi cái đàn guitar đó, guitar thùng hay guitar mà mình pickup, guitar thùng của pickup á có điện á thì mình cắm qua đây. Thì mình cái này mình phải gạt qua đây ha, mình gạt qua bên trái nè. Đó, mình gạt qua bên trái như thế này. Để nó chuyển qua live. Nó chuyển qua chế độ live thì mình cắm cái đàn, mình chơi cái đàn nó mới hay ha. À chỗ này nhớ nha, chỗ này quan trọng nha. Còn mình cắm mic á, mình cắm mic để mình chỉnh echo reverb ở trên cái đàn này á thì mình bật nó qua bên mic. Rồi, giờ bật qua nè. Đó, mình gạt nó qua này, nó cứ cái cách mình cái. Rồi xong. Rồi thì bây giờ cái mic này mình cắm vô. Cái chỗ này mình vặn volume cỡ này là vừa rồi ha. Khoảng 12 giờ đổ lại thôi. Giờ cái mic đôi này mình cắm vô. Đúng rồi. Rồi, cái mic đôi mình cắm vô ha. Đây là cái râu anten. Rồi, ở trên này không có gì để chỉ hết. Mấy cái này việc khác. Thì chỉ hôm nay là chỉ micro thôi. Đó. Rồi, bây giờ trở lại cái đàn. Đó, cái micro em vừa mới cắm vào cái đàn 910. Rồi, bây giờ màn hình em đã bật rồi. Rồi, bây giờ anh chị nhìn qua phía bên tay trái của em nha. Đó, khi mình cắm micro vào thì mình nói như nãy ban đầu em đã hướng dẫn ở dưới đó rồi ha. Anh chị đã thấy hiểu rồi ha. Mình cắm ở đằng trước đàn thì cắm luôn cả cái USB vô luôn nha. Để một lát em chỉ cái thu nha. Mình khi mình thu âm là phải có cái USB. Thì không có USB nó không thu ha. Giờ mình cắm micro vô nè. Anh chị nhìn thấy cái đèn nó sáng sáng không? Đó, nó nhá nhá ở đây. Rồi, tức là nó ăn vào cái micro của mình. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn cái nút này một cái ha, để mình hiệu chỉnh cho nó nha. Nhấn nút nó, nhấn nó một cái thì bên màn hình nó sẽ chuyển vào cái tab. Tức là tab này là mic setting. Rồi giờ em quay qua. Tại vừa cầm một tay mic rồi vừa cầm cái máy chỉnh cái máy quay nó hơi khó, anh chị em thông cảm ha. Đó, thì bây giờ nó sẽ qua cái tab của cái màn hình. Bây giờ nó hơi lóa quá đúng không? Để em chỉnh cho nó zoom gần lên nên chị dễ thấy ha. Cho cô chú anh chị dễ thấy, cho zoom cho nó gần gần lại xíu. Rồi, trước khi mặc định á thì mình cắm vào. Mình cắm vào thì nó sẽ bật cái thẻ bên này hay là harmony ha. Tức là tiếng bè của cái đó. Cái tiếng bè của cái micro. Thì cái tiếng bè micro này nè thì nó sẽ ăn thông vào trong cái style của cái đàn. Đó. Đây, để em lấy ví dụ đi ha. À, để lấy một cái điệu. Lấy một cái điệu, em lấy một cái điệu ở bên gin cũng được, để có sẵn nè. Đây. Rồi, thì em mở cái style lên ha để cho nó chạy. À, khi mà mình mở style lên thì cái tiếng bè nó mới có. Nó sẽ tùy theo cái hiệu ứng của cái vocal harmony ha. Rồi bây giờ em nhấn hợp âm nè, nhấn hợp âm la ha. Đây coi. Rồi cho nó về bom mo. Không, tức là hợp âm la. Để cho nó dễ, để dễ chỉnh. Rồi bấm hợp âm la. Đó. Alo, alo, alo. Anh chị nghe nó tiếng bè không? Alo, alo, alo. Rồi tắt nè, tắt cái style đi nè. Lên, nó không còn tiếng bè. Đó. Thì cái tiếng bè này nó nằm ở cái mục nào? Cái tiếng bè nó nằm ở cái mục đây, cái thẻ này. Thẻ vocal harmony thì nó tương ứng với chữ H ha. Còn mix setting nó tương ứng với chữ Y. Thì bây giờ mình chỉnh cái harmonica này á. À, cái harmony của vocal này á thì mình bấm vào chữ H nè. Bấm vào chữ H thì nó sẽ hiện ra cái tab như thế này. Đó. Đây để em zoom nó hơi khó xíu. Để zoom lên cho nó rõ lên chút xíu để anh chị thấy chữ. Nó hơi lóa chút xíu, anh chị chịu khó ha. Đó, thì cái mặc định nó sẽ ở thẻ 1. Ở đây nó có từ thẻ 1 đến thẻ 7, 1 2 3 4 5 6 7. Thì lúc nào mặc định nó cũng ở cái chỗ này ha. Đó. Rồi thí dụ như em trở lại cái hợp âm. Giảm hợp âm cho nó nhỏ nhỏ lại để tiếng nói em hướng dẫn nó dễ hơn ha. Rồi, giảm hợp âm style đi. Rồi bây giờ em bấm hợp âm nào. Bấm hợp âm. Alo, alo, alo. Đó, anh chị nghe tiếng bè ha. Thì anh em làm nhà thờ cái gì đó, mình cần tiếng bè này nọ đó. Trong ca đoàn này nọ đó, khi mà mình tiền 2 người, 3 người ca micro thôi là nó sẽ bè nó rất là nhiều. Đó.
Nhưng mà khi mình tắt đi á, mình tắt cái, mình tắt cái xì tai á, à, mình tắt cái xì tai này đi á, thì cái tiếng bè này nó sẽ không có ha. Nếu nó tùy ha, nó tùy có cái. Ví dụ như số 5 nè, bấm thẻ số 5. Là thẻ nào thì mình tương ứng với cái số trên màn hình này luôn ha. Nè, ví dụ như cái tiếng bè số 5 này, em nhớ cái karaoke ghi này có. Lên, lên, 1, 2, 3, 4, đó. Thì cái này á, mình không cần chạy xì tai thì nó vẫn ra được cái tiếng ngữ. Đó, tùy theo cái ha. Như mặc định ở thẻ 1 là cái Mantroid này. Rồi, lên, lên. Đó, thì cái này muốn có bè phải chạy xì tai. À, mình nhấn xì tai xuống nè. Đó, alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, cái này, quên cái harmony này đó, anh chị vào đây. Anh chị vào đây. Anh chị có thể chỉnh thông số bè cao, tức là ở cái giọng bè là mình chỉnh có thể cho cái tiếng bè theo ý mình được nha. À, để em zoom lên em chỉ. À, anh chị vọc vào nó cả một cái thế giới rộng trong đó đó. Rồi, đây, thì em lấy ví dụ như tiếng bè nữ đi ha. Mình chọn số 2, đây, tiếng bè nữ nè, số 2 nè. Qua trang 2, qua tab 2 chứ, thẻ 2 đó. Rồi, bấm xì tay nè, thử nè. Alo, 1. Người ơi, tôi kể chuyện người nghe, bao kỷ niệm em ai. Đó, thì cái tiếng bè này nè, khi tiếng bè mà chị xì tay á, thì anh chị có thể vào cái edit nè. Đó, nó có chữ edit rồi mình bấm edit ha. Bấm bấm nút dưới nha. Dòng edit nè, ngay góc tay em chị. Thì mình bấm cái nút ở dưới này. Rồi, thì nó vào đây nó cho mình chỉnh ha. À, nó cho đây mình cho mình chỉnh một cái thế giới. Nè, mình sẽ theo cái tab ở đây. Mũi lên, mũi xuống rồi mình chạy xuống ha. Nè, mũi tên ngay số 4, xuống 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 xuống. Đó. Thì khi mình xuống cái thế này mình chỉnh cái thông số ha. Cái này em không chỉ vào chi tiết được, nó rất mất thời gian. Anh chị về tự vọc ha, mình vọc mình xem ở cái tham số nào, cao độ, thấp độ gì đó tùy ha. Khi mình chỉnh đâu đó vừa ý mình rồi ha, vừa ý cái tiếng bè. Khi mình vừa chỉnh mình phải mở cả xì tai luôn ha, à, mình phải chạy xì tai luôn. Để mình xem cái tiếng bè nào mình thích. Khi mà mình thích ok rồi á, thì mình bấm cái sell nè. Cái chữ sell ha, S-A-V-E. Tương ứng cái chữ Y nè. Rồi em lấy ví dụ như bây giờ mình chỉnh xong rồi ha. Mình bấm qua đây. Rồi mình bấm qua đây. Đó. Thì mình bấm qua đây. Ở đây em có lưu một cái Tina nè. Lưu thử. Rồi bây giờ cái này là cái gain ha. G đó. Rồi mọi thứ xong. Anh chị có thể thay đổi tên ha. Mình bấm delete nè. Mình bấm xóa tên này đi. Rồi em lấy ví dụ như bây giờ mình muốn xóa tên đi. Mình đặt ABC đi ha. Rồi mình bấm chữ delete nè. Mình bấm delete, bấm, rồi mất. Rồi mình bấm cho chữ A, tương ứng chữ A. Rồi mình bấm chữ B, đợi nó hết. Em xin lỗi để xóa đi, phải bấm nhanh. Nè, nó cùng ở cái ô trên luôn á. Bấm hai lần ra chữ B, A, B. Rồi bây giờ bấm thêm nữa chữ C. Rồi, thí dụ như em đặt vậy đó, đặt A, B, C. Rồi mình bấm OK. Rồi, thì nó sẽ lưu cho mình, tức là nó lưu cho mình cái thẻ này. Nó lưu ở trong cái bộ username ha, là của máy của đàn. Thì lần sau á, rồi bây giờ ví dụ như em thoát đi, thoát hết. Rồi lần sau mình cắm mic vô. Giờ mình cắm mic vô. Mình cũng bấm ở cái mic ở bên cái tay bên này. Đó, ở bên này ha. Mình bấm cái nút bên này để cho nó vào trong cái mic setting ha. Rồi mình bấm nó một cái. Rồi giờ mình qua màn hình. Rồi khi mình bấm thì nó qua thẻ màn hình. Rồi vào đây, anh chị lại vào cái vocal harmony, bấm nó ra một cái rồi mình chọn. Mình muốn chọn cái nào mình chọn. Đó, cái này là tiếng nữ nè. Đó, mình chọn ở trên này. ABC là cái của em vừa mới làm, đúng không? Bấm lên tương ứng chữ A. Rồi, đó. Thì tức là cái tiếng bè này nó cho mình sửa ha. Nó cho mình sửa cái effect của tiếng bè. Các anh chị hiểu chỗ này nha. À, cái này em giải thích chậm. Tức là mình được quyền sửa cái harmony ha. Đó. Cái harmony này nó cho phép mình sửa. Mình chỉnh cao giọng, thấp giọng tùy ý mình nha. À, mình nghe làm sao nó nịnh tai của mình là ok.
rồi mình lưu lại, lần sau mình hát mình cứ lôi nó ra, lôi cổ nó ra là mình kích vào cái là nó chạy vào micro và mình chơi thôi. Thì nó sẽ bè theo ý của mình ha, muốn bè thấp, bè cao, hoặc là giọng bè nữ, hoặc giọng bè già hay gì tùy ha, anh em sẽ chọn nha. Đó, rồi mình sẽ chọn. Và là cái thẻ này là thẻ username. Còn nếu mà mình táp nó qua bên này, mình táp nè, mình táp nó qua bên này thì là của máy ha. Cái này là của mình sửa lại là nó giống như của mình riêng ha. Và mình qua đây bên này là mặc định của máy nè, bấm cái táp ở đây thì tất cả mặc định bên này là của máy nè. Và bấm số 1 nè. Đó, ở trang 1 thì bấm số 1 thì thường thường mở lên nó sẽ nằm ở cái vị trí này, cái chữ G. Đó, thì cái này là của mặc định của máy nè. Rồi, thì anh chị hiểu ha. Rồi bây giờ thoát ra. Bây giờ mình không chơi cái vocal bè này nữa, mình tắt cái đi off. Rồi, mình tắt bè đi, bây giờ mình chơi cái mic effect của máy. Cái của máy này nó cũng rất là hay, có echo nha. Lê, alo, lơ. Đó, anh chị thấy không? Nó có cái echo. Nó có cái echo rất là mềm ha. Cái echo này á, mình không cần chỉnh gì hết. Thì mặc định đàn này nó đã dọn sẵn cho mình rồi. Giống như là mâm cổ đó, mình chỉ vào mình ngồi mình ăn thôi. Thì nó trộn cho mình có chút xíu reverb ha. Alo, đó, anh chị nghe, vẫn có reverb và vẫn có echo delay. Đó. Thì ví dụ em mở cái style lên nè, mình vẫn hát được ha. Mình tắt rồi, bây giờ mình đây. Người ơi tôi kể chuyện. Ở cái tông này nó hơi lớn quá, cái tông. Em xin lỗi đấy, em chuyển qua cái trang browser này qua bên tông nam này, cộng 5 lên ha, để mình bấm la cho nó dễ. Đó, anh em nào chơi đàn thì sẽ hiểu điều này ha. Tại vì mình bấm hợp âm la cho nó dễ, thầy đang đứng trái tay á, bấm hợp âm la cho nó dễ. Rồi, thì hợp âm la nhưng mà nó là chạy của rê ha, cộng 5 nó lên rê ha, nó lên rê thứ. Rồi bây giờ nè. Đó, qua đây thứ. Người ơi, tôi kể chuyện người nghe, bao kỷ niệm êm ái, lúc tôi còn thơ. Nhà tôi sang nhà người em nhỏ, cách nhau con sông dài. Đó, thì cái này á, Lê, anh chị có thể dùng để hát, chơi live được. Và thay thế cho cái effect của mixer, giống như cái mixer bên em bên kia. Ví dụ như anh chị chơi ở nhà, chỉ có âm ly thôi mà không có mixer, mình cắm mic vào trong cái này mình chơi được ha. À, mình ngắm mình biết rồi. Rồi cái này là effect của máy ha. Rồi bây giờ mình tắt đi. Rồi mình tắt cái echo của máy đi, echo reverb của máy đi. Bây giờ cái này của mình nè, cái này nó cho phép mình chỉnh nè. Nó cho phép mình chỉnh. Nhưng mà trong cái này nó cho phép mình chỉnh mic thô được nha. Em quên chỉ lại cái này, cái mic này. Thì mình bật lên. Lơ, lơ. Rồi bây giờ mình qua cái mic setting. Mic setting mình bấm vào cái chữ Y. Bấm vào chữ Y. Rồi, ở đây nó có rất là nhiều thẻ ha. Thẻ dưới nè, thẻ giữa nè, thẻ trên cùng. Rồi em zoom nó lên chút xíu để cho anh chị thấy ha. Đó, để zoom lên chút xíu. Rồi anh chị nhìn giúp giùm em ha, nó hơi mờ mờ xíu nhưng mà cũng nhìn được. Rồi ở quên, để em thoát bên này, tắt đi mới được dễ. Rồi bây giờ mình chỉnh mic thô được nè. Rồi chỉnh mic thô này mình sẽ vào cái mic setting ha, tương đứng chữ Y, bấm nó một cái rồi nó ra cái trang này, nó ra cái tab này. Ở trên cùng là nó ghi nè, ba băng EQ, tức là mỗi một băng á là nó có hai cột, mỗi băng nó có hai cột ha, hai nút tròn, mỗi băng có hai nút tròn, thì nó là EQ low nè, EQ min và EQ high hay còn gọi là hit đó, đó là ngưỡng cao ha. Rồi thì khi mình muốn chỉnh cái này thì mình phải làm sao? Mình bấm chữ A tương ứng với lại dòng trên, bấm chữ A, rồi nó sẽ nhảy nè, cái thanh trắng trắng á, cái thanh trắng trắng nó chạy lên, mình bấm ở dưới này là Moist, tức là compressor ha. Compressor này là nó cho mình nén giải ha,
mình nén giải của micro cũng được, hoặc nén giải cho cây đàn guitar cũng được. Nhưng mà chơi đàn guitar thì đừng có nén ha. Còn micro thì mình có thể mình chơi được, mà không chơi thì nó cũng hay bình thường ha. Rồi, thì nếu mà thẻ dưới thì mình bấm chữ C. Bấm chữ C, nó sáng chữ C. Còn ở trên bấm chữ A. Đó, nó nhảy lên. Đó, cái thanh dài dài á. Rồi bây giờ còn ở dưới này á thì nó tương ứng với chữ E. Rồi. Cái dưới này nó là harmonica ha. Nó của cái tab bên này nè. Đó, mình chỉnh bên này nè. Nếu anh chị nào chỉnh bên này, cân cái này lên xong rồi. Rồi mình vào mix setting nè. Vào mix setting mình chỉnh đây, mình bật cái này dưới này lên. Mình chỉnh tham số. Thì anh chị em nào muốn can thiệp nhiều hơn thì vọc ngoài này ha. À, thì cái phần này không phải lưu ha. Mình bấm mình chỉnh sao nó sẽ giữ lại vậy. Lần sau mình bật máy lên nó vẫn còn y như vậy ha. À, chỗ này mình không phải lưu. Chỉ có cái thằng này nè. Cái thằng harmonica ở trong này nè. Đó, ở cái thẻ bên này nè. Thẻ này, tap qua đây. Thì nó mới lưu ha. Nó lưu cái riêng cho mình. À, nó lưu cái chỉnh tham số riêng cho mình ở bên này thôi. Còn cái thằng này á. Cái thằng này nè. Cái thằng này nó như thế nào, mình chỉnh như nào nó sẽ nhớ luôn. À, nó nhớ luôn. Lần sau mình chỉnh, nó lại nhớ lại lần sau ha. À, mình chỉnh tiếp lần thứ ba, thứ tư, nó lại lưu cái lần thứ ba, thứ tư, những lần đầu nó tự nó xóa đi. Đó. Rồi, bây giờ trở lại cái mid-tho. Khi mid-tho mình sẽ chỉnh mid-tho ở dòng trên cùng ha. Mình nhấn cái chữ A này cho em cái. Rồi, mình chuyển qua bên cái thẻ bên này. Chữ 2 nè, đã đang cộng 5 dB nè. Bây giờ thí dụ như em, nó tương ứng ở cái cột này là tương ứng cái số 6 ha. Nếu mỗi cột thì nó sẽ tương ứng theo cái số ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi cái cột này nó sẽ tương ứng với lại số 6. Bây giờ thí dụ như nó đang 5 dB nè. Nó đang dương 5 dB. Bây giờ em sẽ cho nó giảm xuống ha. Làm như nào? Lô, 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 lô. Đó, mình nghe cái tối lại ha. Mỗi lần em chỉnh thì anh chị thấy cái kim này nó chạy nè, đúng không? Bây giờ cho cái kim chạy lên. Lô, 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 lô. Đó, anh chị nghe nó, cái tiếng nó sáng hơn hiểu không? Rồi, thì ở đây mặc định, nếu mình muốn trở về mặc định thì mình nhấn hai nút một lúc ha. Nè, ở dòng số 6 ha, nhấn hai nút một lúc thì cái này nó sẽ trở về mặc định của máy nè. Nhấn đó, nó trở về. Thì cái chỗ này nè, nó hay vậy nè. Cái này lên thì cái này phải ngược lại ha. Cái bên này. Tức là nó đang, tức là mình đang tăng 5 dB, tức là cộng dương á, dương 5 dB ở cái dãy hẹt nào? Ở dãy hẹt 8.0, tức là 8000 kHz á. Đó, thì bây giờ mình sẽ đây, ví dụ như bây giờ bên này đang 5 dB, em tăng nó lên, tăng lên số 8 đi ha. Tức là tập cộng 8 dB ở cái ngưỡng sáng 8 dB này. Ở cái dãy hẹt là 8.000 ký ha. Đó, 8 chấm nè. Rồi bây giờ em nén. Em tua về nè. Lô, 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 lô. Đó. Mình tua về thì cái tiếng nó sẽ sáng hơn nữa ha. Đó. Thì anh em để ý dùm cho ha. Chứ không phải mình giảm về là nó lù tiếng theo nha. À, cái chỗ này nó ngược với lại cái bên mixer á. À, trong này nó ngược mixer. Tức là mình giảm về á thì nó sẽ sáng lên ha. Rồi bây giờ mình tăng lên nè, cho nó cái độ sắc nét nó lại đi 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 đi. Nhưng mà cái này em nên khuyên là anh em để 12 giờ. Đó. Nên để 12 giờ cái tiếng nó dày, sáng nhưng mà dày là được rồi. Đó. Đó. Thì mặc định mình bấm hai nút một lúc á thì nó lên đến hơi lố, nó cho cái tiếng mình dày hơn. Nhưng mà tùy anh em nghe cái này thích thì để, còn không thì mình giảm lại chút xíu cũng được ha. Giảm lại 13 giờ. Cũng được, hoặc 12 giờ. Đó, tùy ha. Rồi không, để 13 giờ. Miễn làm sao mình nghe cái giọng nó chắc, ấm, sáng là ok. Rồi dãy min nè. Dãy min nè. Dãy min có hai cột. À, cái dãy min này nó rất quan trọng nha. Anh em chỉ chỉnh sai cái dãy min này thì nó sẽ bị hú ha. Nó sẽ hú rít á, nó hú rít micro ghê gớm luôn. Rồi thí dụ như bây giờ nó đang trừ 4 dB nè. Nó đang ở dãy số 4 ha. Bây giờ lăn lên. Lô, 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 lô. Đó, anh em nghe nó ong ong không? Lô, 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 lô. Đó, khi mình tăng lên này, nó ong 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 ong, nó rất khó chịu ha. Không khéo là nó sẽ hú á. Đó, thì anh em hãy cẩn thận ha. Rồi, khi mình giảm gì như thế này. Rồi, ở cái cột bên này á, là cái dãy hẹp là 1.2 ký ha.
5.2 kg. Rồi bây giờ ở tương ứng cái số 3. Rồi mình chạm về. Lên, 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 lên. Đó mình nghe cái tiếng nó mỏng lét à. Nó không có hay. Mình bấm bùm mo hai nút một lúc cho nó về. Mình có thể mình tăng lên cho cái giọng nó ấm hơn. Lên, lên, lên. Đó. Khi mình chỉnh như thế này là cái giọng mình nó sẽ ấm hơn, là nó dày dặn hơn ha. Rồi. Rồi trở lên này mình có thể mình nén xuống chút xíu nữa. Lên. Mình giảm đi 5 hoặc là 4 thôi. Thôi 4 thì được, được. Rồi. Bây giờ qua bên cái cột mà thẻ của Equilo nè. Equilo này cũng hai nút luôn. Tức là mỗi một cái nó đều có hai nút không. Rồi Equilo, lô là trầm á. Rồi ở đây nó đang trừ nè. Nó trừ 2 dB. Thì mình, nếu mình thấy cái giọng mình nó không có dày á, mình có thể mình cho cái 2 dB này lên. Mình tăng lên ở cột số 2 nè. Tướng cột số 2 bấm lên. Lên, 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 lên. Đó. Thì bây giờ mình tăng 4 dB đi ha. Đó, mình tăng 4 dB thử. Rồi mình qua bên này. Ở cái dãy này là dãy hẹp này, dãy 56 nè. 56 Hz. Rồi bây giờ mình tăng lên. Lên, lên, lên. Đó, anh em nghe không? Dày ha. Lên, lên. Dày nữa nè. Lên, 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 lên. Đó, thì mình sẽ nghe nó rất là dày ha. Đó. Thì nhưng mà anh em chỉnh cái này á thì nó cũng vừa thôi. Chứ nếu mà mình chỉnh quá thì nó lại ù tiếng hơn. Nó ù tiếng thì mình sẽ cái tiếng nó làm mình nghe nó mệt lắm. Đó, thì đây là mặc định, nó để cho sáng tiếng, nhưng mà mình thích cho nó dày lên chút xíu. Lên, lên. Đó, mình cỡ, mình nghĩ là khoảng 180. 180 là ok nè. Lơ, lơ. Đó, khi qua 180 là ở dãy này là ok rồi, xong. Còn cái noi này nè, cái compressor này nè, nên em muốn nén á, thì ở cái cột, ở cái thẻ 1, 2, 3, tức là đếm vào trong là thẻ số 3 nè. Ở cái dãy số 3 này thì mình bật on lên ha. Bật on lên số 3 nè, mình bật on lên. Đó, thì khi mình bật on lên á thì bắt đầu nó sẽ kích hoạt cho cái compressor. Anh em muốn compressor đường out ra nè. Đó, đường out ra. Mình giảm đi, lên, lên, lên. Nhỏ dần, nhỏ dần. Thấy không? Nó nhỏ dần, bỏ lên. Trở lại, lên 80. Tức là ở cái ngưỡng này là mình cho nó ra 80. Nói năm nay là 80% á. Đó. Rồi nó hát lên thì nó cũng chỉ ở cái 80% thôi. Cái, ví dụ như cái ông nào, ông hát đi, ông có hát lớn cái nào lớn thì ở cái ngưỡng 80 này là nó chặt cái bụp một cái, rớt đại. Nó không cho ra nữa. Đó. Thì nó cũng hay. Nhưng mà em ít xài cái này lắm nha. Thích thì thích thôi chứ cũng không thích xài. Thường không cần thiết. Mình tắt đi, mình để tắt đi để cho nó thông á. Tức là mình tắt đi để cho nó theo cái ngưỡng ở trên này. Tức là những cái ngưỡng này mình dạy nó như thế nào, mình hướng dẫn nó như thế nào, mình cài đặt nó như thế nào thì nó sẽ ra cho ra đúng ý của mình. Đôi khi mình can thiệp cái compressor này á thì nó cũng có cái hay. À, nó cũng có cái hay nhưng mà đôi khi nó cũng có cái dở. Chính vì cái điều đó mà đôi khi em không thích. À, em off đi. Còn thích, anh em thích thì anh em về vọc thì bật nó lên hết để cho nó theo cái compressor đó, là tùy. Đó, cái này ở cái ngưỡng này em chỉ như thế. Còn cái vocal này, nó mất thời gian lắm, em không có chỉ đây đâu. Anh em về tự vọc thêm vocal này. Cái vocal harmony này nè, nó chỉ ở bên cái hát bè thôi, giọng bè này. Nó phức tạp lắm, em không cần thiết. Đó, thì ra để anh em nào thích chơi thì vọc vào. Em chỉ cái chỉnh cái mic thô này cho nó sáng, dày, chắc, tiếng, dày dặn là ok rồi. Rồi, bây giờ khi xong rồi, bây giờ mình bật lại nè. Mình bật lại cái effect này lên. Mình sẽ nghe tiếng nó hay. Lên, 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 lên. Đó, anh em nghe nó nhịp, 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 nhịp ha. Lên. Vậy là anh em hiểu đúng không? Đó. Thì cái này là cái tiếng mình chỉnh can thiệp của cái tiếng gốc của máy. Cho nó dày. Rồi mình bật cái echo, delay, reverb. Cái thằng này đó, em tắt đi để nói. Cái thằng này nó chung luôn ba cái ha. Nó chung reverb, echo, delay. Là máy nó cân cho mình sẵn rồi. Mình chỉ chỉnh cái mic thô cho sáng tiếng dày là hát được. Đơn giản thôi. Rồi bây giờ cái thẻ này xong rồi ha. Thẻ này cũng xong rồi, thẻ này xong. Bây giờ thẻ này là thẻ của mình nè. Mình làm, bây giờ mình bật lướt, lướt. Đó, thì bây giờ mình bật lên. Đó đó, nghe cái tiếng hực 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 ha. Rồi bây giờ mình bấm qua cái mic. Rồi thì cái thẻ đó đó, cái thẻ này nè, khi mình vào setting
thì hồi nãy mình chỉnh cái bên này nè, cái bên này mình chỉnh á, khi mình bấm vào đây á, bấm vào chữ Y á, thì nó vào cái thẻ này. Nhớ nha, chỗ này quan trọng, vào thẻ này. Nhưng mà khi bây giờ mình chỉnh cái thẻ này, hai cái này mình off rồi, mình tắt rồi, bây giờ mình bật cái này lên, mình vào mic setting, thì mình phải tap cái thằng này qua đây ha. Bên này mình chỉnh mic thô rồi, đúng không? Mic thô mình chỉnh rồi, bây giờ mình phải tap nó qua cái thẻ bên này nè. Ở trên này nó còn cái thẻ nè, thì tap nút này ha, hai nút nè, tap qua tap lại. Giờ mình tap nó qua bên này, rồi tap nó qua, rồi nó qua đây đây đây. Rồi bây giờ anh chị thấy nè, cái reverb, cái nút này AB nhảy lên chảy xuống, mình có thể nhảy lên đổi ha, nhảy lên nhảy xuống đổi. Thì cái reverb này, reverb mặc định của nó đó là có 12 thôi, nãy em vọc đó, nó nhảy lên em cài lên 30 nè, mặc định nó là reverb 12. Thì reverb 12 này mình nghe nó non lắm, mình nghe nó non lắm đây. Còn cái này mặc định nó tắt nha, đó, nó tắt, nó off. Cái mặc định này là nó off nè, để em trở về mặc định hết. Rồi bây giờ chỉ lại nè, đó. Thì khi vào đây, nếu này 12, thì nếu mình nghe 12 này, cái reverb nó non quá. Đây, thẻ này thẻ reverb ha. Mình tăng lên, lơ, 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 lên. Đó, anh em nghe nó có reverb lên hơn. Rồi, bây giờ thôi mình chỉnh 50 thôi. 50 hoặc 45 gì nó cũng được, tùy ha. 45 đến 50, dao động khoảng đó. Rồi, ở đây đang để 47. Rồi, cái chorus này nè. Cái chorus này là để mình chỉnh cái độ vòm của tiếng á. Cái độ, không phải vòm, nó xin lỗi, độ xoáy. Mình nghe nó xoáy, 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 xoáy. Nhưng mà cái này, trên mixer á, thì mình chỉnh nó hay. Nhưng mà trên cái đàn này em vọc rồi, em thấy nó cũng không đạt lắm. Nó tùy anh chị ha. Anh chị thích vọc thì vọc, còn thích thì làm, còn không thích thì không làm. Tại vì em thấy nó cũng không đạt lắm, thành ra em không can thiệp vào. Mình chỉnh cái reverb thôi, cái reverb nó tương đối ok. Đó, thí dụ như vậy, mình chỉnh reverb 50 nè, mã số 50. Rồi, bây giờ mình sẽ, ở đây là volume thôi ha. Cái band này là band ba lăng, nếu mình chỉnh qua bên này thì nó sẽ qua bên loa trái. Mình vặn tua về thì qua bên này nó qua bên loa phải. Qua bên này qua loa trái, qua bên này loa loa phải. Mình để nó ở giữa thì nó cân bằng hai bên ha. Đó, cái này nè. Rồi, còn bên này là volume lớn nhỏ của micro thôi, mặc định nó 85. Rồi bây giờ mình xuống cái thẻ này. Đấy, bây giờ bắt đầu mình mới chỉnh can thiệp nó vào đây nè. Rồi bây giờ bình thường cái này cẩn thận hay nó hú nè. Đó, mình đã đang off nè, giờ mình bật lên nè. Luôn. Đó, mình nghe nó ong ong không? Ở cái EQ này, bây giờ mình sẽ chọn cái khác ha. Nhấn số 4 hoặc số 5 đều được ha. Mình bấm xuống nha. Rồi, đi, đi. Đó, nó khác nè. Đi, luôn, 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 luôn. Đó, nó có nhiều cái tiếng khác nhau ha. Mình dặn bớt nó để nó hú. Đó, anh chị hiểu không? Khi mình on lên, mình on lên thì nó sẽ kích hoạt cho cái bộ này để mình chọn. Giờ mình tắt đi nè. Tắt đi, đi. Nó trở lại bình thường, nó không có gì hết. Đó, khi mình off đi tắt thì nó không có gì hết, nhưng mà khi mình bật lên, mình bật kích hoạt lên thì bắt đầu nó có, nó chạy cái phát vô. Mình sẽ chọn còn cái nào mà mình thích. Đi, 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 lô, 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 đó, nó sẽ đá, sẽ đá, đó, thành ra tùy ha. Nhưng mà ở đây em chọn cái này, em chọn cái ba băng luôn, hai băng cũng được, hoặc là ba băng EQ, hai băng EQ. Lê, lê, lơ, lơ. Đó. Thì cái này là theo cái tai em nghe ha. Còn anh chị nó rất nhiều ha. Mình bấm nó rất là nhiều, nhiều gì. Đó. Lê, lê, lơ, 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 lơ. Nó rất là nhiều ha. 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 Nhiều. Lơ, lơ. Lơ, lơ, lơ. Thành ra là nó nhiều lắm. Anh chị cứ vọc đi, nó có hàng vô số luôn á. Anh chị muốn chọn cái nào cũng được ha. Còn thích như em thì em chọn hai băng hoặc ba băng thôi. EQ nó có chữ nè, hai băng nè, ba băng nè. Đó. Thì mình mở lên thì nó sẽ kích hoạt thôi. Rồi, vậy đó. Thì để này thì mình hát theo cái cách của mình, đúng không? Rồi mình chạy hợp âm nè. Để tua ra đi. Đó, bây giờ chạy hợp âm nè. Người ơi,
tôi kể chuyện người nghe. Bao kỷ niệm êm ái lúc tôi còn thơ, nhà tôi sang nhà người em ơi, cách nhau con sông dài. Đó thì cái này á là mình chỉnh theo cái cách của mình ha. Còn không thì mình off đi, mình hát cái cú máy cũng hay nè. Mình chọn mình chỉnh cái echo, reverb. Này cú máy này nó rất là hay ha. Đó. Em chỉ thế thôi, nhưng mà để cho anh chị muốn chọn trong ba cái tùy. Muốn chọn cái nào cũng được. Lớn. Đó, giờ bật hợp âm lên nè. Người ơi, tôi kể chuyện người nghe. Bao kỷ niệm êm ái lúc tôi còn thơ, nhà tôi sang nhà người em gái, cách nhau con sông dài. Đó, như vậy là mình hát là được rồi, đúng không? Thì để em tắt cái nhịp nói nha. Đó, khi anh chị hiểu được ba cái thẻ này chơi như thế nào rồi á, thì ở nãy em nói cái cổng ao ra ở trên cái đàn ở mặt trước á, nó có hai cái nút, hai cái lỗ ao ra. Thì anh chị ao cái đường đó ra lên âm ly hay dàn âm thanh lớn ở ngoài là mình hát, là mình hát bằng reverb này thôi. Tức là mình khỏi xài bằng reverb echo ở trên bàn mixer nữa. Mình xài bằng cái này thì chơi thoải mái rồi, đúng không? Và hợp lý đúng không? Vậy là hiểu nha. Thì cái này là thay thế cho một cái bàn mixer, đúng nè. Nó đơn giản vậy đó. Rồi bây giờ vậy là anh chị hiểu được rồi. Bây giờ em chỉ cho cách thu âm ha. Chỉ cho cách thu âm trên cái đàn này nha. Giờ thu âm thì mình sẽ tua zoom cái màn hình lên để cho anh chị em lại thấy nè. Đó. Rồi trước tiên thì cái USB mình cắm vô rồi ha. Mình phải cắm cái USB vô trước nha. Không cắm thì nó sẽ không cho mình thu ha. Rồi bước tiếp theo, mình sẽ bấm vô cái chữ USB nè. Bấm vô USB này một cái, rồi nó lên cái thẻ này. Nó lên cái trang này. Nó lên cái trang này, anh chị em mình chú ý giùm cho em một cái việc cũng rất là quan trọng ha. Đó. Rồi bây giờ cái chỗ này á, thì ở trên cái đàn này là đàn 910 hoặc là cái đàn S900 cũng vậy, nó tương ứng ha. Thì mình ở đây nè, nó có cái thẻ nè, Repeat và Volume. Volume là dưới, bấm dưới, nút dưới thì nó hiện volume. Mình muốn lớn nhỏ gì tùy ý ha. Đó, lớn nhỏ thì mình xoay cái con chỏ xoay cũng được. Còn mình muốn chỉnh tùy ý ha, mặc định của nó để 100. Rồi, bây giờ đây, mặc định để 100. Rồi. Rồi, cái nút trên là gì? Nút trên bấm lên. Hả? Thì bây giờ mình chuyển xuống cái chữ on cho em nha. Ở trên này off nè. Mình chuyển xuống cái chữ on. Đó. Xuống chữ on, lô, mình thoát ra. Mình sẽ thấy nó có hai cái mũi tên nè. Hai mũi tên méo qua méo lại. Tức là để cho mình thu âm á, cho nó thông suốt ha. Nó không có ngắt quãng gì hết. Là kể cả khi mình mở ra lại, mình nghe nó cũng thông suốt. Đó, đơn giản đi. Còn anh em mà muốn vọc thêm vào những cái phần khác thì nghiên cứu thêm nha. Rồi còn on cho nó tất cả đi. Mình thu tất cả, mình hát tất cả luôn. Rồi, bây giờ cái việc tiếp theo thu âm sao. Rồi anh chị em mình để yên cái mục này, mình sẽ bấm, mình sẽ chọn tua màn hình ra. Rồi mình sẽ chọn cái style ở đây ha, cái style nào đó tùy ý ha. Ở đây là mặc định, đây bấm style này. Ở đây em đang vẫn chọn cái bend gain này ha, một tempo 113. Lấy ví dụ nó giống như rumba vậy đó, nó hơi nhanh tí để làm review cho nó nhanh đó mà. Rồi khi mình chọn tiếng, chọn tông, chọn điệu đó xong rồi, chọn bài hát rồi, cái micro mình đưa. Đó, cái micro mình đưa cho người hát ha. Rồi người hát muốn hát cái gì đó tùy ý ha. Đó, muốn hát bài gì tùy ý. Anh chị em cân điệu đàn đó xong rồi, khi bắt đầu hát, bắt đầu thu thì mình phải làm cái việc này trước. Mình bấm cái record này. Đó, mình bấm cái record. Đó, record là mình bấm thu. Rồi bây giờ chưa đâu, cái chữ này nó hiện lên chữ red. Bên này chữ red để zoom màn hình. Nó hơi khó, có mỗi lần ấy phải zoom màn hình lên thì anh chị mới thấy được. Đó, bây giờ anh chị thấy cái chữ red đúng không? Nè, em bấm thoát ra lại nè. Exit nè. Rồi, đây, exit thoát ra lại. Thì bây giờ hồi nãy em nói có cái chữ này nó hai mũi tên ngoéo lại, bây giờ mới thấy nè.
Em xin lỗi, nãy chưa có zoom, bây giờ zoom lên mới lấy. Mình bấm lên cái nút số 7 ha, bấm lên. Nè, chữ ở trên là bắt đầu là nó off ha, nó off. Mình chuyển xuống cái chữ A, L, L ha, on ha. Đó, là tất cả. Rồi, bấm thoát ra thì ở đây nó sẽ hiện có hai mũi tên, ngoéo qua ngoéo lại ngay cái chỗ này, tay em chỉ nè. Đó, rồi, tiếp theo mình bấm record, bấm record này. Rồi, nó qua đây nó qua chữ red ha, red đó là record đó. Thì mình phải bấm một lần nữa, nó hỏi mình có chắc ăn không. Đó, nó hỏi mình có chắc ăn không. Thì bây giờ mình chắc ăn thì mình bấm vô chữ G nè, đối diện cái chữ cái mũi tên luôn ha, cái gạch này nè. Đó, gạch đây, mình bấm chữ G. Rồi, bây giờ mình bấm chữ G như thế này là nó đang chạy số nè. Anh chị thấy nó đang chạy số không? Đó, cái số của nó đang chạy á, tức là thời gian này là thời gian 9 giây nè, 10 giây nè, 11 giây theo cái tên, theo cái giọng em nói luôn á. Tức là nó đang thu cái giọng em nói vào rồi đó. Rồi, bây giờ mình bấm hợp âm thôi. Mình bấm hợp âm là nó chạy vô là nó thu hợp âm này. Giờ bấm hợp âm. Bấm hợp âm nha. Đó. Bấm hợp âm là nó chạy vô nó thu rồi. Người ơi, tôi kể chuyện người nghe. Bao kỷ niệm êm ái lúc tôi còn thơ. Nhà tôi sang nhà người em nhỏ, cách nhau con sông dài. Để chuyển qua cái này. Chưa có bật cái này. Rồi, nó lên lên, lương. Đó, phải mở cái effect nên hát nãy nó khô á. Đó. Người ơi, tôi kể chuyện người nghe. Bao kỷ niệm êm ái lúc tôi còn thơ. Nhà tôi sang nhà người em gái, cách nhau con sông dài. Rồi, đại khái thôi thôi, rồi tắt. Rồi, bây giờ mình hát như thế thôi. Bấm stop nè. Bấm stop nó một cái. Rồi nó tự nó sell ha. À, nó tự nó sell. Rồi bây giờ mình bấm exit thoát ra thôi. Rồi, bây giờ mình muốn biết cái file đó nó đang nằm ở đâu. Đó, bây giờ cái này nó quan trọng. Rồi, thì mình bấm select nè. Bấm select file, tức là file select. Mình bấm nút trên nút dưới gì đều được hết. Rồi, đây, nó lưu qua đây. Ở đây nó là audio 001. Anh chị thấy đúng không? Audio 001. Em lấy ví dụ như cái bài này, mình hát bài gì đó, cái tên gì đó, rồi mình muốn sửa cái tên này, sửa tên theo mình thu âm của cái bài đó. Rồi em tắt cái nhại nhại này đi. Rồi tắt cái nhại nhại đi, mình nói cho nó không bị nhại nhại tiếng khó chịu. Rồi, bây giờ mình sửa cái tên này, mình bấm vô name nè, nút ở dưới, chữ name nè, bấm cái nút dưới này. Chết là cái màn hình nó không thấy, để tua ra chút xíu. Nó phải thấy được, không anh chị là không hiểu. Tua ra chút xíu. Rồi, đây, nè. Chữ name nè. Đúng không, chữ name, mình bấm cái nút dưới này. Bấm nút dưới này, nó hiện, nó hỏi mình nè, ok. Rồi, bây giờ lên thành danh này mình sửa. Thí dụ như cái tên bài hát này là ABC đi ha. Rồi, bấm delete, xóa nó đi. Xóa cái tên này đi. Rồi, bấm tại chữ A nè. Chờ nó chớp một cái. Rồi, bấm hai cái qua chữ B nè. Chớp một cái, bấm hai ba lần ra chữ C. Rồi, bấm OK. Rồi, nó lưu quá. Thấy chưa? Bây giờ nó lưu qua thành cái bài này là ABC. Anh chị hiểu nha. Tức là mình sẽ đặt được cái tên theo cái ý của mình của bài hát. Rồi, xong. Giờ mình bấm vô nè. Mình bấm vô. Rồi, mình tua qua đây, bấm qua này. Giờ mình mở, mình nghe lại. Đúng không? Bây giờ em mở ra play nữa. Đó, cái ký hiệu của cái nút mũi tên này là tức là play. Mình bấm vô thôi, nó chạy. Bây giờ mình bấm chữ gì như thế này là nó đang chạy số nè. Anh chị thấy nó đang chạy số không? Đó, cái số của nó đang chạy. Vậy là anh hiểu. Tức là cái này đang thu. Thời gian này là mở lại cho nghe đó. 10 giây nè, 11 giây theo cái tên, theo cái giọng em nói luôn. Tức là nó đang thu cái giọng em nói vào rồi đó. Rồi, bây giờ mình bấm hợp âm thôi. Mình bấm hợp âm là nó chạy vô là nó thu hợp âm này. Giờ bấm hợp âm. Bấm hợp âm nha. Đó. Bấm hợp âm là nó chạy vô nó thu rồi. Người ơi, tôi kể chuyện người nghe. Bao kỷ niệm êm ái lúc tôi còn thơ. Trời đó, nhà vậy là hiểu rồi nha. Tắt nè. Đó. Tức là em vừa mới mở lại một đoạn ở trong cái máy này thu âm cho anh chị nghe ha, để cho cô chú bác anh chị em nghe để hiểu được cái công thức cây đàn 910 này huyền diệu như thế nào ha, đừng có khi dễ đó nha. Nó có nhiều cái nó hay lắm luôn, cái bộ effect của nó ha, chơi thu âm này nọ là rất là ok luôn ha. Nó hay như phòng thu luôn á. Đó. Đó. Rồi, như vậy là video này em đã chỉ hết rồi.
chỉ cho cân micro rồi chỉ cho cái chơi để thu âm lại để nghe rất là hay ha. Anh chị có cái đàn này là giống như là có cái phòng thu ở nhà rồi đó, mình tận dụng mình phòng thu, mình thu lại mình nghe nó phê bà cố luôn á. Rồi như vậy là video này là mục đích chỉ cho cái công thức để mình chơi cái đàn này thôi, thu âm thôi. Rồi như vậy là em kính chào và chúc sức khỏe tất cả anh chị em gần xa nha.